Mẹ ơi, mẹ ơi. Hay quá, hay quá. Cuối cùng con đã chào đời rồi. Không uống công, mẹ gà mái nuôi con. Ồ, sao đây nhiều khủng long cái mẹ đơn thân thế? Không lẽ cha cùng với những con khủng long đực theo bồ nhí, bỏ vợ con hết hay sao? What the hell? Không phải đâu con. Hiện tại thì thế giới khủng long của chúng ta đang gặp tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Các loài giành giật mảnh đất sống với nhau, giành giật nguồn thức ăn nước uống với nhau. Cha và các khủng long đực khác đã ra chiến trường chiến đấu rồi, nhưng mấy tháng nay không thấy tung tích quay về. Cái gì? Chiến trường đến chiến đấu hay sao? Con cũng muốn tham gia, con cũng muốn trở thành một chiến binh. Không được, con còn nhỏ lắm. Lòng tay lòng chân lòng nách của con còn chưa mọc nữa. Cái ớt của con mẹ cũng không thấy đâu. Không biết con là đực hay cái nữa. Mau dừng lại đi. Chào các bạn, hôm nay tôi là một loài khủng long sừng. Tôi vừa mới nở ra thôi thì nghe được thông tin thế giới của tôi đang rất loạn lạc. Cha và các khủng long đực khác đã chiến đấu nhưng bị mất tích chưa thấy về. Thấy thế tôi rất khổ báo cáo trồn, nên cũng quyết định đi đầu quân để trở thành một chiến binh chống lại các loài khác, bảo vệ loài khủng long sừng. Cái quái quỷ gì đây? Con cái nhà ai sao lạc vào nơi tập sự của chúng ta thế này? Mau cút về bú sữa mẹ đi. Không, không, tôi muốn ở đây. Tôi muốn cùng chiến đấu với mấy người. Tôi muốn giống cha tôi, trở thành một chiến binh bảo vệ loài của chúng ta. Thủ lĩnh này, hình như nó là con của khủng long sừng giáp nham thạch thì phải. Nhưng ông ấy đã lãnh đạo đội quân tiên phong để chống lại loài sói, nhưng mãi không thấy trở về. Hả? Thì ra là vậy. Thôi được rồi, hãy quay về bú sữa mẹ đi. Khi nào lớn lên rồi, hãy tới đây, ta sẽ nhận ngươi vào đội quân chiến đấu của ta. Đi đi. Bởi vì tôi quá nhỏ, còn chưa kịp bú sữa mẹ nữa. Nhưng một lời hứa của một thủ lĩnh khủng long sừng cũng đã làm động lực cho tôi nhanh chóng quay về với mẹ của tôi và cấp tốc bú thật nhiều sữa để tôi mau lớn, hồng muốn trở thành một chiến binh cùng chiến đấu với họ. Hả? Con có mẹ, con đã quay trở về rồi à? Đúng rồi đó con, bỏ ý định đi chiến đấu đi. Ở nhà này sống với mẹ, rồi chơi với mấy con khủng long cái cũng được. Chơi băng bi, nhảy dây cho nó an toàn. Dù mẹ tôi có nói gì, nhưng trong thâm tâm của tôi vẫn quyết phải ra chiến trường. Nhưng trước tiên tôi cần phải khôn lớn đã. Tôi cũng ngậm ti mẹ của mình và bú thật nhiều sữa. Ngày qua ngày thì cuối cùng tôi cũng đã lớn lên một chút. Con ơi, ở nhà với mẹ nha. Để mà giới thiệu con nhỏ của bà hàng xóm, nó đẹp lắm. Con nhìn con chảy nước miếng liền à. Oh my god. Không, không, con cũng muốn giống như cha. Con cũng muốn làm một khủng long chiến đấu, chứ con không muốn hèn nhát nó bên nhà đâu. Con xin lỗi mẹ, con đi đi. Này, này, thủ lĩnh, thủ lĩnh, tôi đã lớn rồi, ông phải giữ lời hứa với tôi. Lại là kẻ nào nữa đây? Hả? Không lẽ là ngươi, con trai của khủng long sừng giáp nham thạch? Nhưng ngươi chỉ là một con khủng long thiếu niên mà thôi. Ông không cho tôi vào đội quân chiến đấu, tôi sẽ đứng mãi ở đây. Thôi được rồi, hãy nhận lấy bộ áo giáp này, rồi nhanh chóng ra phía bờ biển tuần tra đi. Nhưng mà muốn làm được việc lớn thì phải hoàn thành được những nhiệm vụ nhỏ đã. Việc tuần tra ngươi không làm tốt thì đòi chiến đấu sống chết cái gì? Đi đi. Được rồi, được rồi, tôi sẽ làm tốt. Sau đó thì tôi được ban một cái áo giáp màu xanh hết sức lạ lùng. Thứ giáp này được cấu tạo bằng cỏ các bạn à. Nhìn nó cũng khá là dễ thương, nhưng chắc có lẽ so với cái áo giáp nham thạch của cha tôi cũng giống như là thí kiều với thị nở quá. Đau quá, cứu tôi. Hả? Một sinh vật nhỏ bé đang bị một lũ dài thòn lòn tấn công. Chết tiệt, ở khu vực của loài khủng long chúng ta mà các ngươi dám làm loạn, dám giết hại sinh vật vô tội hay sao? Chết đi, dám cắn ta, bây giờ ta sẽ giết chết ngươi. Cảm ơn anh bạn. Nhờ anh bạn đã giải vây cho tôi, nếu không tôi đã chết rồi. Không có gì đâu. Nhưng mà tại sao cậu lại tới đây?
nơi đây rõ ràng là lãnh địa của loài khủng long chúng tôi mà. Tôi tới đây để tìm cha mẹ của mình. Cha mẹ của tôi ra chiến trường chiến đấu, nhưng mãi không thấy về. Tôi không muốn mồ côi nên tôi quyết định đi tìm họ. Tôi tưởng đâu tôi mồ côi cha là tội nghiệp rồi, cậu còn mất cả cha lẫn mẹ nữa. Thôi được rồi, hãy theo tôi. Tôi với cậu cùng đi tìm kiếm cha mẹ của cậu. Đồng thời tôi sẵn đi tuần tra ở cái vùng biển này luôn. Thế là tôi cùng với cái sinh vật bốn chân đầy lông lá kia đi khắp mọi nơi tại cái vùng đất này. Sau đó thì cuối cùng chúng tôi đã đi qua được một cái khe suối cạn. Nơi đây có rất là nhiều xác chết, dường như đã có một trận chiến xảy ra rất nhiều ngày rồi. Cái gì? Cậu là loài sói? Là kẻ thù của chúng tôi mà. Thì ra gia đình của tôi tới đây là để chiến đấu với gia đình của cậu. Không lẽ bên dưới loài còn lại là loài khủng long sơn? Không. Cha của tôi. Ông ấy mang giáp thạch. Cha ơi. Thật không ngờ tôi đã cùng đồng hành với một con sói con, kẻ thù mà đã từng được thủ lĩnh khủng long sừng nhắc tới. Tôi còn thậm chí phát hiện được dòng loại của mình chết dưới tay của loài sói rất nhiều nữa chứ. Chắc có lẽ đây là cha của tôi rồi. Cơ thể của ông ấy đã chết rất nhiều ngày, đã bốc mùi rồi. Tôi đau lòng quá, tôi không biết sao cả. Đúng rồi, tôi phải kế thừa sự nghiệp của ông ấy, kế thừa sự chiến đấu của ông ấy. Tôi sẽ mãi để danh tiếng của ông ấy được vang xa. Tôi đã không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy bộ áo giáp của cha tôi và mặc lên người của mình. Tôi sẽ tiếp tục kế thừa ý chí của ông ấy, tiếp tục thay thế ông ấy để chiến đấu bảo vệ dòng loại của tôi. Khi quay trở về nhà, thủ lĩnh của loài khủng long sừng nhìn thấy bộ áo giáp này cũng đã cho tôi thẳng tiến vào đội quân cảm tử để tôi thay thế vị trí của cha mình, chống lại các loài khác xâm phạm vào lãnh địa của chúng tôi. Thế là tôi cũng đã liều mình và chiến đấu với các đồng đội khác. Đặc biệt là nhờ bộ áo giáp nham thạch này, nó tỏ ra một luồng nóng cực kỳ mạnh, một nguồn lửa từ dung nham khiến cho mọi kẻ thù phải chết tươi tại chỗ. Kể từ ngày mà tôi tham gia vào đội quân cảm tử thì loài khủng long sừng luôn luôn giành phần thắng, đánh đuổi rất là nhiều kẻ thù. Những sinh vật khốn kiếp cũng tranh giành lãnh địa và nguồn thức ăn cũng như nguồn nước của chúng tôi. Cứ như thế, từ chiến thắng này sang chiến thắng khác, và tôi cũng đã được thăng hạng. Tôi trở thành thủ lĩnh của đội cảm tử quân, thay thế chức vị mà cha tôi trước đây từng làm. Cho đến một hôm, chúng tôi nhận được một tin dữ, có rất là nhiều thành viên khủng long sừng bị mất tích và có rất là nhiều dấu hiệu của loài sói đã gây ra chuyện này. Thế là tôi cũng đã dẫn đầu một đội quân cảm tử tiến về lãnh địa của loài sói để tìm kiếm những đồng loại mất tích của mình. Cái gì chứ? Bọn ta không hề gây ra chuyện đó. Các ngươi đừng có lừa thừa. Các ngươi dám làm chứ không dám nhận à? Nào, anh em, cho bọn chúng một bài học đi. Dạ, dạ. Hả? Hả? Này, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi. Hả? Là sói đầu đàn. Ngươi muốn gì? Bình tĩnh nào, cậu không nhận ra tôi hay sao? Tôi là con sói nhỏ hồi năm nào được cậu cứu mạng khỏi những con rắn đó. Cái gì? Là ngươi à? Thật không ngờ, mấy năm trôi qua, ngươi đã trở thành thủ lĩnh của loài sói rồi. Thì bởi vì cha mẹ của tôi là chúa tể, nên khi họ mất, họ đã truyền lại cho tôi. À đúng rồi, cũng may lúc nãy cậu mang bộ áo giáp nham thạch đó, tôi đã nhận ra. Nhưng bộ áo giáp của cậu đã bị tôi làm rách hết rồi. Xin lỗi nha, để tôi đền cho cậu bộ áo giáp này. Cái gì? Cậu cho tôi bộ áo giáp này à? Nhưng mà cậu cứ nhận đi, đừng suy nghĩ gì nhiều. Còn về chuyện hai loài của chúng ta, tôi đã điều tra mấy năm nay đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Có một loài rất nham hiểm đã chọt gậy bánh xe và gây ra chiến tranh ở khắp nơi của các loài khác. Chắc chắn
chiến tranh giữa hai loại chúng ta cũng do bọn chúng sắp đặt nên. Còn việc mất tích một số thành viên của loài cậu, tôi nghĩ chắc chắn bọn chúng không nhúng tay vào. Nhưng bọn chúng là loài nào chứ? Tôi cũng không rõ nữa. Chúng tôi chỉ phát hiện được dấu tích của bọn chúng mà thôi. Được rồi, cậu nhanh chóng quay về lãnh địa của mình đi. Tưởng chừng như tôi sẽ bỏ mạng tại lãnh địa của loài sói, nhưng thật không ngờ tôi lại gặp được con sói con mà tôi cứu ngày nào. Và kết quả nó đã tặng tôi một bộ áo giáp đặc biệt. Sau đó thì nó đã thả tôi quay trở về lãnh địa. Nhưng trên đường di chuyển từ lãnh địa của loài sói sang lãnh địa của loài khủng long sừng, tôi phát hiện ra một chuyện kinh hoàng. Chết tiệt, có một con khủng long sừng mang áo giáp tấn công chúng ta kìa. Mau xé xác nó đi. Dạ, dạ. Đồ khốn kiếp. Thì ra các ngươi chính là kẻ đã bắt đi những thành viên bị mất tích của chúng ta. Dạ, dạ. Nhưng tại sao số lượng thành viên bị mất tích chỉ có vài con thế này? Còn rất nhiều con còn lại đang ở đâu? Đau quá. Bọn ta khai, chúa tể của bọn ta đã bắt loài khủng long sừng của các ngươi nhốt ở phía sau khu rừng này. Cuối cùng thì tôi đã phát hiện được toàn bộ sự thật, toàn bộ bí mật về cái loài khỉ tinh tinh kỳ lạ kia. Chết tiệt, rốt cuộc bọn chúng gây ra chiến tranh giữa các loài để muốn làm gì? Và đồng thời bắt những đồng loại của chúng tôi, rốt cuộc để bọn chúng muốn làm chi? Tôi cũng tiến về phía sau khu rừng thì nhìn thấy được cảnh tượng hết sức đau lòng. Những đồng loại còn lại của tôi đang bị nhốt trong một cái chuồng bằng sắt. Những con khỉ tinh tinh hung tợn ở đây đang tra tấn họ. Chết tiệt, tôi sẽ tiến vào và giải cứu tất cả bọn họ. Hay quá, là đồng loại của chúng ta kìa. Cậu ấy tới cứu chúng ta. Nhưng trên người của cậu ấy mang một bộ giáp kỳ lạ quá. Được rồi, mọi người, tôi sẽ phá vỡ cái chuồng này để cứu mọi người về nhà. Khoan, còn một con khỉ tinh tinh chúa tể nữa, nó sắp về rồi, nó mạnh lắm. Cậu mau, phá hủy cái cột phát sáng kia. Lấy bộ áo giáp đặc biệt của nó, nhanh đi. Tôi cũng nghe theo những đồng loại bị nhốt của mình, tiến lại gần cái cột phát sáng phía sau lưng và phá hủy cái cột đó. Một bộ áo giáp hết sức lạ lùng đã dính vào trong người của tôi. Ôi trời đất ơi, đây là thứ gì thế này? Lũ khủng long sừng chết tiệt, các ngươi định làm loạn ở lãnh địa của ta hả? Thứ chết tiệt gì đây? Ngươi to gan dám ăn cắp bộ áo giáp thần tiên đại la của ta hay sao? Mau cởi ra. Đừng có mơ. Thứ tàn độc như ngươi, hôm nay ta sẽ tiêu diệt để cho ngươi phải trả lại những tội lỗi mà ngươi gây ra. Chết đi. Sau đó thì tôi cũng đã giết chết tên chúa tể khỉ tinh tinh kỳ bí kia. Và rồi kể từ khi loài khỉ bị diệt vong, tất cả chiến tranh của muôn loài đã im ắng hẳn và không còn xung đột nữa. Sau đó thì sự bình yên đã đến với thế giới của tôi. Được rồi mọi người, nhanh chóng quay về lãnh địa của chúng ta nào.